mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sơn cái mâm. Ở đây mình có một cái mâm sẵn ở đây, thì mình muốn trang trí cái mâm này theo một cái ý tưởng của mình. Và cái ý tưởng này thì các bạn đợi mình làm, các bạn sẽ thấy được nó như thế nào. Thì sẵn đây mình cũng sẽ xin giới thiệu luôn với các bạn, thì ở đây mình có những cái mã màu hình quang hiện tại Sông Hoa đang có. Thì đầu tiên là mã màu 53 màu xanh lá hình quang, 54 màu hồng, 55 màu cam, 56 màu vàng chanh, 57 màu đỏ và 58 là màu xanh dương. Thì mình sẽ dùng một trong những cái phối cái màu hình quang ở đây, mình sẽ phối theo cái ý tưởng của mình lên cái mâm này đó. Thì mình sẽ cho các bạn thấy được một cái quá trình sơn như thế nào, cách sử dụng từng bước ra sao, và cho các bạn thấy được trực tiếp cái màu sắc của bên mình khi lên một cái mâm như thế này, nó sẽ tươi, đặc sắc, đẹp ra sao, để các bạn có thể hình dung được và các bạn có thể lựa chọn cái màu sắc mà các bạn thích để tự trang trí trên cái mâm của mình. Đây mình có cái mâm hồi nãy nè. Rồi, đầu tiên là một chai nước rửa chén. Thì chai nước rửa chén này mình sẽ cho vào cái chậu nước bên cạnh đây tí, để cho mình làm sạch cái bề mặt này dễ dàng hơn, và khi mà mình chà nhám á, cái thao tác của mình nó cũng được nhẹ nhàng hơn, nó không có đau tay. Cái thứ hai nữa là cái cọ ha, cái cọ. Thì cái cọ này nó sẽ giúp mình nó vệ sinh những cái góc khuất nè, những cái góc và những cái vị trí nào mà mình không thể dùng dây nhám hoặc là những cái dụng cụ khác để mình vệ sinh được cho nó sạch bề mặt. Rồi cái thứ ba cuối cùng á, là cái dụng cụ quan trọng nhất là mình chọn cái nhám nước là mã số là 600. Thì cái nhám này các bạn hoàn toàn có thể mua được ở tất cả các cửa hàng ngũ kim bán đồ điện nước ở ngoài tiệm á, ngoài đường á, thì các bạn mua ha. Mã số 600 nhớ nha, nhám Nhật mã số 600. Mình đã vệ sinh xong cái bề mặt của cái mâm hoàn thành rồi, thì bây giờ mình sẽ qua bước là sơn lót. Thì cái sản phẩm mình sẽ sử dụng ở đây là 2K04 sơn lót hai thành phần. Thì trước khi sử dụng thì cái dòng sản phẩm này đặc biệt một cái là mình phải hòa trộn hai cái thành phần sơn ở trong này. Ở đây các bạn có mở cái nắp sơn ra, các bạn có thể thấy có một cái nút đỏ ở đây. Thì trước khi sử dụng các bạn bắt buộc phải kích hoạt cái nút đỏ này nha. Bằng cách như thế nào thì các bạn chỉ cần đặt vuông góc cái nút đỏ bên này với các bạn nhấn mạnh nghe một cái bốp, rồi các bạn nhấn lại thử ha. Thì cái nút mà khi mà mình nhấn lại được như vậy thì cái chai sơn mình đã kích hoạt thành công, và sau đó mình lắc đều cái chai sơn lên ha. Lắc đều chai sơn lên trong vòng từ 1 đến 2 phút cho hai cái dung dịch bên trong này nó hòa trộn đều với nhau. Sau đó mình sẽ mở cái nắp như thế này, nắp trắng. Mình đậy lại để như vậy, để tí nữa mình để cho nó dễ thôi. Thì mình sẽ sử dụng bằng cái đầu vòi dưới này ha, đầu vòi xịt ha. Đó, thao tác của mình nè, không? Rồi, các bạn tiếp tục. Mình sơn theo một chiều một. Sau khi cái bước mà mình sơn lót xong, mình đợi nó khô, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chà nhám mở lại một lần nữa để cho cái bề mặt mình thật là mượt, thật là smooth, để mình có thể tiếp tục mình sơn nền và sơn màu.
ha. Thì cái loại giấy nhám mình chọn bây giờ là mã là B600. Thì sau khi mình đã xử lý cái bề mặt của nó bằng cái nhám mịn, thì các bạn có thể thấy là bây giờ cái bề mặt của nó rất là láng này. Đó, mình có thể sờ bằng tay, cảm giác bằng tay và bằng mắt. Thì sau cái bước này thì mình có thể lên cái màu nền mình quang được rồi ha. Đây cái nền mình sử dụng ở đây là mã UC1002, mã màu nền. Tìm những cái vị trí nào mà mình còn sót á, mình sẽ phủ lại cho nó đủ kín, và những vị trí đã phủ rồi thì mình dặm lại cho cái màu sắc. Rồi sau khi mình đã sơn lớp nền xong thì lúc này lớp sơn nền nó khô rồi nè. Đó, các bạn có thể quan sát cái màu của nó đã phủ đều hết tất cả bề mặt. Thì bây giờ mình có thể tiến hành phủ màu và hình quang lên theo ý thích của mình. Thì ở đây mình muốn trang trí cho cái mâm mình nó đa màu sắc một tí, nó mang một cái ý nghĩa một tí, nên là mình sẽ chọn 4 màu hình quang ở đây. Ở đây là màu cam hình quang mã 55, màu vàng chanh 56, màu hồng 53 và màu xanh lá cây 54. Thì mình sẽ phối theo ý thích của mình, dùng 4 màu hình quang này lên áp dụng lên cái mâm này. Ok, trước tiên mình sẽ dùng màu 55, màu cam hình quang. Rồi tiếp theo là màu 54, màu xanh lá hình quang. Mình tiếp tục mình phối như lúc nãy, mình phối một cái góc mâm khác. Trong quá trình sơn các bạn nhớ lắc đều chai sơn lên ha, để cho các cái chân môi bên trong nó hòa lẫn đều với nhau. Thì mình sẽ tiếp tục trên cái góc thứ ba của mình là mã màu 53, mã màu hồng hình quang. Bây giờ mình sẽ phối thêm một vài vị trí bằng cái mã màu 56, màu vàng hình quang nữa. Bóng ca 1K nha. Rồi, cái lớp đầu tiên thì mình phủ. Ok, và đây là lớp thứ ba, lớp cuối cùng của lớp phủ bóng K1K để hoàn thiện luôn cái mâm này. Cái lớp này thì các bạn phun nó chậm lại một tí để miết cái bề mặt nó căng bóng nhất có thể ha, nó dày hơn có thể. Đây. Cái lớp này mình phun chậm tay một tí nhưng mà vẫn đều tay nha các bạn.